Rồi, hãy xin chào mọi người đã trở lại với kênh YouTube Mimi cùng bạn Tuấn Rồng và mình. Hôm nay thì công ty nhận được một cây đàn Roland, GW8. Thì dòng này cũng hết sức là bền, nhưng mà không hiểu sao cây này nó lại bị cái lỗi là lỗi tiếng cũng rất là lạ nha các bạn. Thường thường cây này sẽ bị lỗi màn hình, nhưng mà cây này lại cái màn hình rất là đẹp, còn tiếng thì bị rất là nghịch đời. Rồi, ok, mình sẽ test cho các bạn cùng nghe nha. Bây giờ mình sẽ vặn lớn volume lên là các bạn sẽ nghe nó rè nè. Đó. Đó, lúc thì được, lúc thì mất nghe các bạn. Đó. Tiếng rất là khủng khiếp. Và tiếng như thế này là không thể đi làm được rồi nha các bạn. Tiếng như thế này là không thể đi làm được rồi. Và cái tiếng này thì mình phải sửa mới hết được. Thì bây giờ bên mình sẽ tiến hành mở đàn ra để sửa chữa. Rồi, và là các bạn có thể thấy nội dung bên trong của cây GW8. Chúng ta sẽ thấy những bộ phận bên trong hết sức là quen thuộc. Đó là cụm bên, bo mạch chủ và bo mạch công suất, các bo mạch nút nhấn và bàn phím. Dòng bàn phím của Roland thì cũng quá quen thuộc rồi, xài chung rất là nhiều dòng đàn. Mình sẽ xác định lỗi của đàn ở đâu và tiến hành sửa chữa. Chúng ta sẽ gặp lại nhau sau ít phút nữa. Rồi, hay xin chào các bạn, bây giờ mình đã trở lại với cái bo của cây GW8 lúc nãy đã bị rè tiếng, tiếng không rõ. Và sau khi đã đóng lại cái con CPU này các bạn, thì bên mình đã sửa cái con CPU này mới được nha. Chứ còn thay những con xung quanh thì không hết. Quá trình sửa này cũng mất khoảng 3 tiếng đồng hồ đó các bạn. Rất là căng luôn. Rồi mình bạn nhìn là cái bo rất là đẹp nè. Mình sửa xong rồi đó các bạn. Đó, bây giờ nhân viên bên mình sẽ đóng vào. Test thử. Chúng ta sẽ cùng test thử. Giờ dây âm thanh đã được cắm vào nha các bạn. Điện nguồn. Chúng ta bắt đầu bấm nguồn. Như các bạn đã nghe thì tiếng piano của đàn đã xuất hiện rất là trong trẻo và rõ ràng. Chúng ta sẽ cùng test điệu. Một cái điệu dạng Latin đang chạy. Và chúng ta sẽ nghe rất là rõ từng chi tiết của điệu luôn. Sau khi mò một lúc thì mình cũng đã tìm ra cách để sử dụng điệu của cây đàn này các bạn.
Thì muốn sử dụng điều cho cây đàn GX8 thì chúng ta chỉ việc là nhấn cái nút Start này đỏ lên nè. Nãy giờ mình quên nhấn cái nút này, nó không đỏ lên, thế là anh em cứ quằn hoài tìm hoài không được. Đó, chúng ta phải nhấn cái nút này sáng lên, rồi sau đó chúng ta bấm Start, thì lúc đó sẽ chơi được điều. Rồi đồng thời chúng ta tắt cái nút Split ở đây đi. Đó, để Split thì rất là kỳ, cho nên tắt này đi luôn. Rồi xong, chúng ta nhấn cái nút này lên là ok rồi nha các bạn. Đây là những cái hiệu ứng rất là hay của dòng GX8. Các bạn có thể thấy đây. Cái gì đây, hiệu ứng gì đây mình cũng không rõ nữa. Nói chung là dòng này mình rất là ít gặp, cho nên mình cũng không có thời gian nghiên cứu. Các bạn có thể nghe qua âm thanh của đàn GX8 bây giờ mình đã sửa xong rồi. Và âm thanh rất là sạch nha các bạn. Không còn tiếng rít ù rè nữa. Rồi. À, bây giờ thì nhân viên bên mình sẽ tắt đàn và gắn những con ốc còn lại. Sau đó chúng ta test đàn lại một lần nữa rồi tiến hành gửi đàn về cho khách. Rồi, sau khi đã gắn xong toàn bộ ốc của đàn và kiểm tra cẩn thận có sốt con ốc nào không thì mình đã cắm điện và cắm dây âm thanh để thử lại lần cuối cùng trước khi dán tem và gửi về cho khách nha các bạn. Vẫn là cây GX8 đây. Ok, đàn đã khởi động rồi và chúng ta có thể nghe đây, dưới mình gắn một cái loa dưới đây kêu rất lớn nha. Chưa xong nghe bên này test thử này có rút ra không, test thử tiếng khác coi có bên nói tiếng guitar không có bên này chưa cắt rồi quen hồi. Rồi các bạn, cái bên là một cái rất là dễ hay bị quên trong quá trình mà chúng ta gắn đàn, nên bên mình vừa gắn thiếu một cái sợi dây bên và phải mở ra gắn lại nha các bạn. Ok, mình cứ gắn vô. Hay, xin chào các bạn. Thì bên mình phát hiện ra là cái dây này đã bị xúc ra rồi các bạn này. Không biết vì sao mà nó xúc ra luôn. Có thể là do trong quá trình mình gắn thì cái dây chỗ này sẽ bị tụt. Nên nếu các bạn là người sửa chữa hoặc các bạn tự sửa ở nhà mở ra thì các bạn để ý những cái dây này. Mình công ty mình cũng rất hay quen những cái đường cắm của cái dây bên này, cho nên tụi mình cũng hay quen lắm. Bữa hôm trước giờ cũng quen cũng gần chục cây rồi đó. Cây nào cũng phải mở ra để gắn lại như vậy hết. Nhưng mà bên mình đều phát hiện trước khi mà khách phát hiện, nên cũng không có gì lo nha các bạn. Ai làm cũng có sai sót hết. Thì bên mình luôn luôn kiểm tra rất là kỹ những cây đàn khi gửi về cho khách. Mình sẽ kiểm tra lại một lần nữa tất cả những cái kết nối. Đây, ở chỗ này thì khách đã làm gãy cái bàn phím ở đây này. Cho nên mình sẽ làm cho nó đúng khớp lại trước khi mà gắn lại nha các bạn. Mình phải kiểm tra chỗ này để nó không bị lệch khớp. Thì mình mới có thể gắn được cho nó đúng cái khớp được. Trước khi làm thì chúng ta nên coi kỹ những cái đường lỗ ốc này. Gắn trước mấy cái lỗ chỗ phím. Khi gắn xong
phần khó nhất là phần sửa tiếng bên mình đã làm xong rồi. Những cái này chỉ là những phần phụ thôi các bạn, không có gì quan trọng. Chỉnh mấy lỗ ốc ra một tí. Rồi, chúng ta thử nha. Rồi, bên này hoạt động tốt nha các bạn. Rồi. Rồi, ok rồi các bạn. Bây giờ bên mình sẽ bắt đầu dán tem và trả hàng về cho khách. Đây là một khách hàng của mình ở Nha Trang nha các bạn. Bạn này cũng rất là thân với lại Mitumi, đã sử dụng rất là nhiều sản phẩm của Mitumi từ bên 4 chiều, các loại phụ kiện khác, và cũng là người em rất là thân thương của Mitumi, luôn ủng hộ Mitumi từ 4-5 năm nay rồi. Nếu mà các bạn là khách hàng của mình ở Nha Trang hoặc là Khánh Hòa, các bạn có thể tìm các nhà xe như là nhà xe Huỳnh Gia, nhà xe Phương Nam, Nam Phương hoặc là Hạnh Cà Phê. Các bạn có thể gửi ngay về trung tâm quận nhất tại đường Phạm Ngũ Lão. Rất nhiều nhà xe của Nha Trang ở khu vực Phạm Ngũ Lão, bên mình sẽ cho người chạy ra đó lấy hàng về. Ngoài ra một số nhà xe lớn tận quận 5 như là nhà xe Huỳnh Gia, nhà xe Phương Nam, các nhà xe này đều tới được quận 5 luôn. Các bạn cũng có thể gửi Phương Trang. Nói chung những khách hàng của mình từ Nha Trang thì gửi vào Mitumi rất là tiện lợi, tại vì chỉ tốn một ngày là các bạn có thể nhận được đàn rồi. Bây giờ mình đi gửi là buổi tối này, thì sáng mai là các bạn có thể ra đó lấy được rồi. Nếu các bạn ở trung tâm thành phố Nha Trang hoặc là các bạn ở khu vực Ninh Hòa hoặc khu vực khác gần với lại Nha Trang thì các bạn cũng có thể ra đó để gửi về các nhà xe. Sau đó các nhà xe sẽ vào đây và chúng ta có thể làm việc hết sức là dễ dàng nha các bạn. Bây giờ khoảng cách địa lý không còn là vấn đề nữa, vấn đề là các bạn có nhanh nhạy hay không thôi. Chúng ta cứ gửi hàng về cho Mitumi. Ở đây là bạn Tuấn, nhân viên sửa chữa của Mitumi, kinh nghiệm 2 năm. Với kinh nghiệm sửa chữa rất là dày dặn như vậy thì mọi lỗi từ lớn đến nhỏ của các dòng đàn bên mình có thể nhận sửa chữa. Kinh nghiệm sửa chữa của Mitumi là 6 năm kinh nghiệm, còn nhân viên của Mitumi tối thiểu là 2 năm kinh nghiệm nha các bạn mới được đụng tới những cây đàn này. Đây là những cây đàn rất là hiếm gặp và là những ca bệnh khó, cho nên nhân viên mới bên mình không thể trao cho họ sửa chữa được. Tối thiểu kinh nghiệm của Mitumi là 2 năm mới được can thiệp vào các dòng đàn. Rồi, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt. Hãy nhấn like nếu các bạn thấy video clip này có ý nghĩa và đừng quên nhấn subscribe để biết thêm nhiều thông tin hữu ích về cách sử dụng các dòng đàn organ cùng những chia sẻ thú vị khác xoay quanh công nghệ đàn điện tử. Mitumi Media xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video clip tiếp theo. Goodbye.